Tần chào cô chú anh chị và các bạn nha. Lời nói đầu tiên cho Tần chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Buổi chiều này Tần sẽ quay một khu resort và một bãi biển nằm tại bãi trường của thành phố Phú Quốc cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem nhé. Buổi chiều này bãi biển của bãi trường khu resort Indochine này là rất là vui nhộn cô chú anh chị và các bạn. Buổi chiều này có một tiệc tiệc cưới hay gì đây được tổ chức dàn dựng tại khu vực bãi biển của khu resort này rất là hoành tráng luôn. Đây. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong và quay cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Tối lên đèn rất là đẹp nha cô chú anh chị các bạn. Đây là đường đi quen biển của bãi trường từ Dương Đông mình xuống An Thới luôn. Đây cô chú anh chị các bạn. Rất là đông vui nha. Chậu hoa được chơi chân ở khu vực ở cạnh hồ bơi của khu vực resort của chính chị và bạn, những dây lồng đèn chớp nè được dàn ở xung quanh rất là đẹp luôn nha. Khu vực hồ bơi nè. Chế. Chế đâu lại đây du lịch đây chế? Dạ. Em quay hả? Dạ em làm YouTube. Ở chế đâu lại đây du lịch đây? Chị ở Sài Gòn. Sài Gòn hả? Dạ. Ở đây buổi chiều vui chứ. Bữa nay sóng nó lớn nè, bão gió. Bữa nay hơi lạnh. Dạ. bài chế nha, bài bé nha. Hỏi cô chú kêu qua. Đây là khu vực nhà vệ sinh nè, nhà vệ sinh của khu resort nha. Đó. Nội quy bể bơi của Aquafun. Thời gian hoạt động từ 7 giờ sáng tới 18 giờ chiều. Đó. Rất là đẹp luôn. Để toàn xã đi vào bên trong và quay cho cô chính chị và các bạn mình cùng xem nha. Khung cảnh ở bên trong nè. Được trồng khá là nhiều cây xanh và dừa luôn ở xung quanh đó cô chú anh chị các bạn. Chú. Mỗi căn villa đều có hồ bơi riêng ở trước đó, của chính chiếu các bạn. Đây.
rất là đẹp luôn, được thiết kế theo kiểu dạng nhà họp. Ở cạnh hồ bơi thì được đặt những cái ghế dựa nè, để cho du khách mình tắm xong lên trải nghiệm và thư giãn thôi. Dọc theo đường đi thì rất là mát đó, cô chú chị và các bạn, được trồng khá là nhiều dừa nha. Khu vực ở khu resort này thì rất là an ninh và chặt chẽ nha cô chú chị và các bạn. Camera gắn đầy ở khu vực dọc những hướng đường đi hết á. Những căn villa như thế này nè, chạy dọc luôn, chạy dọc hai bên còn chẳng giữa là đường đi á cô chú chị và các bạn. Mình thấy rất là nhiều khách du lịch từ Sài Gòn, Hà Nội nè, Hải Phòng, Nha Trang, Đà Nẵng và vô đây rất là đông luôn nha. Đây, ở một căn như thế này có một cửa vào nè. Đó. Đó. Một căn villa thì đầy đủ các tiện nghi không gian bếp mà để cho gia đình mình chế biến những món ăn tùy theo sở thích của mình nè. Ở đây thì có xe đưa đón cô chú chị và bạn. Tại đây thì có xe điện đưa đón. Đây là con đường mình đi xuống khu vực hướng biển luôn nha. Những dãy nhà họp, những căn villa được xây cất ở khu này. Được trang bị đầy đủ các tiện nghi và thiết bị hết. Giường thì tông màu trắng, giường da nệm tông màu trắng hết. Tivi màn hình siêu phẳng, máy lạnh, tủ lạnh, két sắt mini, bàn làm việc và rễ sofa. Giá thì ở khu resort này thì cũng rất là bình dân và rẻ nha cô chú anh chị các bạn. Giá thấp nhất của khu resort này thì tùy vào thời điểm thôi, giá phòng thấp nhất là tầm khoảng 2,5 triệu một đêm thôi. Buổi chiều này ở khu vực resort này có tổ chức một sự kiện gì rất là hoành tráng luôn. Đó, cô chú anh chị và bạn thấy camera không? Camera nè, gắn đầy ở khu vực này luôn. Chĩa ra, chĩa vào. Con đường thì trồng rất là nhiều cây xanh hoa kiển nha. Nè cô chú anh chị và bạn đó, Andochine nha. Rất là đông vui luôn.
để Tân sẽ tiếp tục quay ở khu vực phía hướng biển nha. À, phía xuống hướng này đi. Ở khu vực này thì có các dịch vụ như trò chơi như mô tô nước nè, chờ thuyền ca sắc nè, và bóng chuyền bãi biển nè, có cả các dịch vụ massage thư giãn và làm đẹp nha cô chú anh chị các bạn. Buổi chiều này thì rất là vui nha, được tham quan và khám phá khu vực này quá là tuyệt vời đó, cô chú anh chị các bạn. Đi xuống phía dưới này nha. Dạ, xa luôn. Đó là cô chính kêu bà bạn để bằng bây giờ cô chính kêu bà bạn. Vô nha. Dạ. Sáu em làm cho đẹp. À, tôi chính chị qua các bạn mình xem nè. À, đông vui và nhộn nhịp rồi chưa. À, phía bên đây là khu resort của Novotel nha cô chú chị các bạn. Tiếp tục sẽ đi quay ở bãi biển của Anduchin này nha. Dọc theo bãi biển của khu resort Anduchin này thì có rất là nhiều dừa nè, những khu vực nhà mát của cô chú chị các bạn. Nhà mát nè, được bố trí bàn ghế để cho du khách mình vô đây thưởng thức nước, ngắm cảnh không gió đâu. Đặc biệt hơn là rất là đông vui nha, bữa nay có một tiệc gì rất là nhộn nhịp được tổ chức tại đây. Cô chính chị của bạn có các võng nè, chờ thuyền nè, thuyền súp nè, xung quanh thì được bố trí niệm lười ha. Người Ấn, cô chính chị của bạn người Ấn Độ, thích du lịch Ấn Độ nha. Phía xa có một cây cầu, mình đi ra hướng biển. Tại bữa nay trời bão, tôi chính chịu một khoảng cách tàu thuyền tại Kiên Giang này ngưng hoạt động hết rồi. Nguyên một ngày nay luôn thì bầu trời ở khu vực Phú Quốc này thì rất là mát mẻ luôn nha.
lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor every thought on my mind of you and I getting together. Có thêm năng lực ra nhiều video hay nữa để cùng cô chú chị các bạn.
giờ Tân chào và hẹn gặp lại chị các bạn vào những video tiếp theo nha. Bye bye.